Tú xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn đang dự hệ thống băng tần VNTV và quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Điểm Tin của buổi sáng ngày thứ ba. Và chương trình này cũng hân hạnh được bảo trợ bởi công ty Tony Trần với các loại sản phẩm vô cùng tốt cho sức khỏe như là đông trùng hạ thảo Moringa 950 hay là dược sức mạnh con tê giác vân vân. Ngoài ra thì công ty cũng dựng chuyển sự Ensure được sản xuất 100% tại Hoa Kỳ về 64 tỉnh thành của Việt Nam với giá vô cùng phải chăng và đảm bảo rằng Medivac Guarantee. Hãy liên lạc với số điện thoại công ty 714-949-8688, 714-949-8688. Xin cảm ơn. Chúng tôi xin phép quay trở lại phần điểm tin còn lại trong ngày. Thưa quý vị, nước Mỹ có hơn 300 triệu người dân, thì có rất là nhiều những vụ án mạng liên quan đến súng đạn, và có trong số đó một số tội ác đã được thực hiện ngay trong người gia đình thân của gia đình mình. Một binh sĩ Hoa Kỳ đã bị đưa về từ Germany, tức là từ Đức, mang trở về California để phải chịu cái án phạt về tội giết ông nội của mình và giết và cố của mình luôn. Tức là những cái việc này xảy ra đã từ lâu rồi, nhưng mà người ta bây giờ mới khám phá thấy, tại trong khi đó anh này có thể trốn tránh ở Germany sau khi mà bắn chết hai người thân của mình. Thì cảnh sát cũng như quân cảnh military police đã điều tra cái sự việc này và được tìm được những bằng chứng cho thấy là chính người cháu này đã bắn chết hai người ông và cố của mình, xong rồi đi sang làm việc ở Germany coi những có chuyện xảy ra. Và bây giờ anh này được escort trở về California để có thể ra luận tội trước tòa án. Thì cái tội mà giết hai người thân này thì chắc chắn là sẽ không có được giảm nhẹ trong cái trường hợp giết người thân của mình vì cái mục đích tiền bạc hay là tranh cãi gì đó. Cái án phạt nhẹ nhất anh ta là chung thân và có thể là tử hình, thưa quý vị. Anh này tên là Shane Alexander Alex Scott, 24 tuổi. Và mới đây coi như là cái tên anh đã nằm trong những cái người tội nhân, tội nhân và tội rất là nặng, tội murder cấp 1 rồi quý vị, không phải là cấp 2. Anh ta đã giết người xong rồi đi thi hành nhiệm vụ của mình ở bên Germany. Dạ, và một cái bản tin khác mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị, đây là của đất nước Campuchia, khi mới đây thì coi như là hiến pháp của Campuchia đã bắt đầu có những cái quy định sửa đổi, là coi như là cấm những người mà đứng đầu có giống như nguyên thủ của quốc gia mà được mang hai quốc tịch. Theo như là chủ tịch quốc hội của Campuchia là ông Hen Samrin, ông đã nói rằng là cái vấn đề mà sửa đổi về hiến pháp để nhằm mà ngăn sự can thiệp của nước ngoài vào công việc nội bộ của đất nước hoặc là trong việc chỉ đạo về các chính sách quốc gia cũng như là quốc tế. Khi ông nói rằng là Quốc hội, Thượng viện và Chính phủ Hoàng gia cũng như là Hội đồng Hiến pháp là những cơ quan tối cao của quốc gia sẽ được quy định trong Hiến pháp Vương quốc Campuchia phải chịu trách nhiệm cao trong vấn đề quyết định những vấn đề quan trọng và là một cái huyết mạch của quốc gia để đảm bảo về sự độc lập và chủ quyền. Và Thủ tướng Campuchia là ông Hun Sen thì đầu tháng này ông cũng ra lệnh cho Bộ Tư pháp phải thực hiện những cái vấn đề sửa đổi Hiến pháp về quy định quốc tịch. Theo đó, trong cái quy định này cho thấy rằng là Thủ tướng, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện và những người đứng đầu Hội đồng Hiến pháp phải là công dân Campuchia. Và đây là thể hiện lòng trung thành với quốc gia cũng như là tránh sự can thiệp của những người ngoài. Và lệnh của Thủ tướng Campuchia Hun Sen được đưa ra khi mà tờ Guardian của Anh Quốc đã đưa tin nhầm rằng là ông đã được cấp hộ chiếu Cyprus, coi như là hai hộ chiếu. Thì sau khi mà vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía Campuchia thì cái tờ Guardian cũng đã lên tiếng đính chính lại những cái thông tin là không chính xác về quốc tịch của Thủ tướng Hun Sen. Nhưng mà hiện tại thì cái tờ báo này vẫn khẳng định rằng là có một số thành viên nội các của Campuchia vẫn sở hữu hộ chiếu của quốc đảo Cyprus. Thì cái vấn đề này thì chúng tôi khi sẽ cập nhật thêm cho quý vị được rõ trong cái những cái bản tin sắp tới. Thưa quý vị, chúng tôi đọc một bản tin này cũng sợ hãi quá, không biết là có ai người Việt Nam ở Philadelphia không, và đặc biệt là North Philadelphia, tức là phía Bắc của Philadelphia. Bây giờ thì học sinh sợ không dám đến trường nữa, một số ở nhà luôn, không dám đi ra ngoài đường nữa, tại vì cái ở Philadelphia cái số người bị bắn chết rất là nhiều, thưa quý vị. Từ năm 2015 đến nay có khoảng, xin lỗi đọc cái con số này rùng rợn quá, 2015 đến nay có 10.000 người đã bị bắn chết ở Philadelphia, 10.000 người thôi. Từ 2015 đến nay, đó là 6 năm thôi, mới có 6 năm 10.000 người bắn chết. Và trong đó thì 3/4 là những trẻ da đen, người da đen, 3/4 là người da đen. Còn lại thì coi như là tổng số là những cái vụ bắn chết người là tới 80%
của dân chúng của Philadelphia, trong một cái thành phố mà toàn là những người da đen. Thì những người bắn chết này vì nhiều lý do, có thể da đen bắn da đen mà da trắng bắn da đen, rồi bắn lẫn nhau kinh khủng quá. Thành ra mấy em học sinh, trong đó các em Joshua Cornelius 17 tuổi, em nói là em nói một cái rất là sợ hãi, đây là một war zone, đây là một cái khu vực chiến tranh, giống như là chiến tranh của ma túy vậy đó, với súng này, với violence và với những cái là sự nó là rất là nó giống như là real war zone này, giống như là y chang như vậy. Em nói là lặp đi lặp lại, đây là một cái thế giới mà dog eat dog, tức là người chó giết chó đó. Em này nói là nếu mà anh ở Philly thì anh sẽ phải, thứ nhất là phải mặc giáp, phải mặc những cái đồ gì bảo vệ mình. Đó là những lời nói của những em học sinh của lớp học đó. Em đó đang nói cái sự mà bắn giết nhau đó là kinh khủng đó. Trong 10.000 người mà từ Nga 2015, và đa số là 96% victim của cái homicide là người da đen. 96%, thế vậy thấy kinh khủng, một con số rất là kinh khủng. Thì những người da đen ở thành phố miền Bắc của Philadelphia này rất sợ hãi vì súng đạn đây nhiều quá chừng, mà cái đi ra ngoài đường có thể bị trúng đạn, đạn lạc, hoặc có bị bạn bè trong lớp nóng giận bắn nhau, hay là những người da trắng thù ghét da đen đi đường nhà đạn bừa bãi, kinh hoàng quá. Không biết là chúng ta có ai người nhà ở Philadelphia không, nói lên cẩn thận mà tìm cách mà di tản ra cái vùng khác từ quý vị. Dạ, và chúng tôi cập nhật một cái bản tin của tiểu bang California. Những người dân của vùng sao, vùng Nam California, ở những cái vùng mà có mã số là 562 626 949 951, đây là số điện thoại mà có mã vùng như vậy, thì khi mà hiện tại sẽ bắt đầu vào chủ nhật vừa rồi là ngày 24 tháng 10, thì khi mà chúng ta cần gọi những cái số này bắt buộc phải bấm đủ là 10 số, chứ không có được 7 số như trước đây nữa. Và cụ thể thì những người ở 4 mã vùng này phải bấm đủ lại cái mã số này. Đây là một cái trong những cái quyết định thay đổi của liên bang để nhằm có thể rút ngắn được số điện thoại của Trung tâm Tư vấn Khủng hoảng Sức khỏe Tâm thần và Phòng ngừa Tự tử Quốc gia. Tại vì trước đây thì cái số này nó rất là dài, và hiện tại thì Trung tâm Tư vấn Khủng hoảng Sức khỏe và Tâm thần cũng như Phòng ngừa Tự tử Quốc gia, họ sẽ nói rằng họ chọn cái con số là 988 cho cái trung tâm có tên là Liên lạc Viễn thông Liên bang. Và kể từ ngày là 16 tháng 7 của năm 2022 sắp tới, thì những người đang gặp khủng hoảng về tâm thần cũng như là cần tư vấn thì chỉ cần bấm số 988, thay vì phải trước đó là bấm một dãy số như là 800 rồi 273-8255 thì rất là khó nhớ đối với họ. Thì bây giờ chọn là 988 để mà có thể dễ nhớ, để mà có thể gọi bất cứ lúc nào. Thì khi mà đưa cái vấn đề này ra thì tại có là khoảng 82 cái mã vùng này, 35 tiểu bang cũng như là Guam, là nó sẽ có cái số điện thoại 7 số sẽ bắt đầu vào số 988. Và do đó nếu mà cái trung tâm này mà chuyển qua số 988 thì sẽ rất là khó. Chính vì vậy mà trung tâm đã yêu cầu là những cái mã vùng khi mà sử dụng bắt buộc phải đảm bấm đủ 10 số thì mới gọi được. Chứ còn bắt đầu từ ngày thứ 2 vừa hôm qua, thì nếu mà những người dân mà chúng ta mà gọi chỉ là số tắt trước giống như hồi trước chỉ có 7 số thì sẽ nghe nói là số điện thoại này sẽ không gọi được, thì sẽ lưu ý được cái mã vùng của cái số điện thoại mình đang sử dụng, phải bấm cho đủ rồi hãy bắt đầu gọi thì sẽ thực hiện được cái cuộc gọi. Thì những cái hiện tại ở tiểu bang California có 9 mã vùng, gồm có 4 mã vùng tại phía Nam sử dụng điện thoại 7 số bắt đầu bằng số 988, thì khi mà bấm luôn 10 số mà theo quy định mới này thì sẽ không bị ảnh hưởng với cái số 988 này. Thì những cái mã vùng khác, ví dụ như là 562 dành cho Los Angeles County cũng như Orange County, và bắt đầu từ Long Beach đến Whittier cũng như là từ Seal Beach đến La Habra. Và đây là mã vùng 626 thì San Gabriel Valley, còn 949 là phần lớn thuộc về phía nam của Orange County. Thì chúng ta lưu ý về những cái mã vùng này. Còn 951 thì cho Riverside County. Trong cái Riverside County có những cái city như là Corona, Edgewood, North Cove và Riverside, cũng như là vài nơi trong những cái thành phố ở San Bernardino County, Fontana, Colton và Grand Terrace. Thì những quý vị lưu ý về cái số điện thoại mới và mới bắt buộc có cái sự thay đổi này để mà có thể thực hiện được những cuộc gọi của mình, chứ để không biết được lý do tại sao mà cái cuộc gọi của mình sẽ không thực hiện được. Thưa quý vị, trong số những người Mỹ mà có những cái tư tưởng kỳ lạ, vẫn thái độ kỳ lạ khó hiểu, không phải là chỉ những người mà
bình dân, những người ở trong cái giai cấp mà phải đi làm, ngay cả những người mà ở trong cái hệ thống chính trị cao cấp của Hoa Kỳ cũng có thể có những hành động rất là kỳ lạ. Chẳng hạn như bà Marjorie Greene là một người mà vừa mới đắc cử có lần đầu tiên mà đã luôn luôn tỏ ra có nhiều cái thái độ rất là, phải nói là không hiểu nổi. Thưa quý vị, mới đây bà làm một cái dự luật kêu là fire Fauci, tức là cái đó là sa thải Fauci đi. Bà làm dự luật mà kêu gọi tất cả những người đồng viện ký tên vào cái dự luật này, chắc chắn là dự luật không thể nào thông qua được, dù với một tỷ lệ rất là nhỏ cũng không thể thông qua được. Bà yêu cầu là Fauci phải chịu trách nhiệm về chết cả triệu người ở Hoa Kỳ, rồi chịu trách nhiệm về vấn đề mà nói qua nói lại về vấn đề vaccine, yêu cầu sa thải Fauci mà không trả lương đồng nào cho ông ta là zero đồng. Đây là một cái dự luật điên khùng khùng thưa quý vị, tại vì chắc chắn là không có ai có thể đọc, không biết được mấy người ký vào cái dự luật này thưa quý vị, nhưng mà ta vẫn cố gắng gọi là tìm mọi nỗ lực để phát biểu cái này trên Twitter, trên email, trên những hệ thống mà mạng xã hội của bà ta, để yêu cầu mọi người cùng ký vào cái bản dự luật của bà ta là Fight for C Bill. Đây là một chuyện kỳ cục quá, không thể hiểu nổi thưa quý vị. Dạ, và một lần nữa thì chương trình của chúng tôi cũng đến đây tạ hết, và xin kính mời quý khán giả, chính thức cho quý khán giả có một ngày thứ ba an lành. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại.